Tùy thuộc vào những cái điều kiện uh, kiếp này và kiếp trước Mà cái thái độ tâm lý của chúng ta đối với trần cảm không giống nhau Và tôi ôn lại chuyện ngày hôm qua Tất cả những cái này nó đều được thu gọn trong một chữ là chữ gì? Chữ duyên Nha yeah. Nằm trong một chữ duyên Condition uh -huh. Nằm trong một chữ đó thôi Và duyên á Phản pháp ở đời nó có mặt Có mặt phát triển và biến mất đều một chỉ duyên và trong tất cả cái duyên ấy gom gọn là gồm mấy thứ duyên mà yeah. mỗi thứ duyên thì nó gồm mấy trường hợp a giúp b bằng cách là có trước nhưng như mình nhìn vô mấy cái này nè mình nhìn vô mấy này mình biết cái nào có mặt trước phải không a giúp b bằng cách là có mặt sau A với B bằng cách là cùng có mặt Và A với B bằng cách là vắng mặt Thì mỗi cái sinh hoạt lớn bé của mình Trong đời sống Và những người, những vật mà mình gặp Trong đời sống không có gì là ngẫu nhiên hết Các vị có biết chuyện đó không Các vị đừng có nói với tôi Là tôi đi ra trạm xe bus Tôi gặp cái ông tay đó, đó là ngẫu nhiên Bây giờ tôi với ông không có hẹn Và cũng chỉ thấy nhau rồi, rồi chia tay Như vậy ông đó nói với tôi là vô nghĩa Sai, không phải vô nghĩa đâu nó hơn nghĩa dạ yeah. nó có nó để là một cái dấu vết gì đó mà mình không có ngờ thí dụ như mình gặp ổng mình thấy cái mặt ổng nó, nó giống một cái người mà mình ghét cái mình có thoáng cái bực mình cái mặt ổng giống cái người mà mình mến nó để lại cho mình một cái cái xúc cảm dạ yeah. ha những cái đó mình không có ngờ và một chuyện nữa là nếu mình không gặp ông tây đó có thể mình gặp một người khác nó sẽ phiền hơn hoặc là sẽ vui hơn nghe kịp không cho nên cái ông cái cái chuyện mà một mình gặp một người nào đó nó không phải là ngẫu nhiên nó không phải là vô nghĩa cái chuyện mà mình đến một nơi nào đó không phải là ngẫu nhiên không phải vô nghĩa và những chuyện gì nó xảy đến trong đời mình nó cũng không phải ngẫu nhiên không phải vô nghĩa nó đều có ý nghĩa nhất định của nó tức là nếu mà ngày nếu mà kiếp trước mình tạo một cái nghiệp gì đó mà hôm nay nó trổ nè thì cái người mình gặp không phải là ông đó mà là gặp một ông xe rượu cũng tấn công mình nghe kịp luôn. nhưng mà do cái tiền nghiệp nó khiến bữa hôm nay mình không có bị gì hết cho nên mình, mình gặp một cái người vô hại ngay kịp không cái đó rất là quan trọng một chiếc lá nó rớt trên người mình không phải là ngẫu nhiên bởi vì nếu không phải chiếc lá mà là nhánh cây thì tình hình nó khác nhưng nếu cái ông đó ông ngồi ông, 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 ông tránh nắng với gốc cây cây ông ông, ông ngoài rẫy ông có cái gốc cây giữa đồng khà trống rồi ông nhìn ông thấy có cái dây bí rợ nó, nó bò đất ông nói ông trời không có không có khéo cái dây bí nhỏ xíu mà cái trái nó to đùng thì ông thấy cái cây trăm trên đầu có cây trăm cái trái nhỏ này nè ông nằm ngủ lá sao cây trâm rớt trúng ông ông nói trời nếu mà cái trái trăm mà nó to cái trái bí rợ là mình tiêu rồi hiểu <laughs> không hiểu hả mà các vị để ý coi hầu hết là vấn cái nhỏ 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 là nằm trên cao đúng không chỉ có trường hợp đặc biệt là vừa khô với sầu riêng thôi mà hầu hết sầu riêng nó rụng vào ban đêm mà biết chị nó không nó rụng ban ngày là mềm mềm là mềm xương rồi ừ. cho nên không phải mà, mà mà nó ngẫu nhiên tất cả nó đều có một cái lý do và đây là lý do mà khiến cho những người có khuynh hướng tà kiến họ gặp những cái đó họ đổ là phải có một đấng gì đó sắp xếp nghe kỹ không tất cả cây cối từ khi mà mọc lên không có cây nào vuông hết tất cả đều tròn tròn vậy là chứng tỏ là phải có ai đó gọt nó đúng không mà đó là chúa trời để cái khuynh hướng tài kiến mình trong khi mình là một người phật tử mình nghĩ vạn pháp nó do duyên còn lý do tại sao mà nó như vậy thì có thể mình biết không hết nhưng mà mình chỉ hiếm ngầm rồi vạn pháp do duyên để khá như vậy thì uh, tôi ôn lại ôn lại để cho bà con nhớ đó là cái cấu tạo của một chúng sinh nó gồm có phần hồn phần xác thì cái phần xác thì nó gồm là bốn đại và 24 24 cái sắc phụ thuộc và nó, nó nghe nó nghe đơn giản nhưng nó cũng lớn chuyện thế này nghe cho kỹ nha nghe cho kỹ cái chỗ này sáng nay tôi muốn nói cái này trước khi cho bà con đi chơi tùy thuộc vào ba cái hồi nãy giờ tôi nói đó tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý chúng sinh mà mình thích và ghét cái gì tôi mới nhớ cái đó không có những chúng sinh do trình độ của họ trình độ hiện giờ và cũng do cái khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp nhiều họ sống nặng về vật chất hơn nặng về tâm linh thí dụ như mình thấy trong một gia đình một cha một mẹ cùng một dòng máu nhưng mà có đứa con nó thích hội họa có đứa nó thích âm nhạc có thích nó thích đứa nó thích nấu ăn có đứa nó thích thời trang Có đúng không đó là trong một gia đình còn trong một cái biển người mênh mông á thì có người họ nặng về đời sống tâm linh họ thích suy nghĩ về chính trị về uh, triết học về uh, văn chương thơ ca nhưng mà có người thì họ lại thích những cái rất là phàm phu, ví dụ như họ thích ăn mặc thích đẹp, thích ăn ngon vân vân và vân vân. Thì à, tùy thuộc vào tâm lý chúng sanh nghe cho kỹ cho này nha, tôi nói cho kỹ nha. Tùy thuộc vào tâm lý chúng sinh mà mình sống nhiều với 14 và 25, đó là mới là một chuyện thôi chuyện thứ hai. Ta dùng cái 14 đó để mà ta sống trong sáu trần hay là dùng cái 25 sống trong sáu trần Và cái trong cái 14 đó đó ta nặng về trần nào hoặc là khi ta sống với 25 người ta nặng về trần nào thí dụ như hai một một chục người phật tử đi vào chùa bây giờ tôi nói chuyện thiện trước một chục người phật tử đi vào chùa một chục tức là mười có người vào chùa là nhào xuống bếp là coi như rửa chén nấu ăn chùi cầu có đúng không họ khoái cái đó lắm có những người nhào vô chùa là thăng lên chánh điện là bắt đầu thắp nến thắp hương quỳ sóc sóc ống tre có khấn không ăn cúng thì ít mà khấn thì nhiều dữ lắm yeah. rồi, rồi rồi rồi, rồi, có người đó thì 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 vô chùa là, là nhảy vô thư viện đọc sách có người họ rất là mê nghiên cứu sách vở và có người vào chùa là họ khoái vô trong cái chỗ mà cái thiền phòng để mà có người vào chùa nghiên cứu sách vở có người thích ngồi ngồi thiền có người thích phục vụ có người thích cầu nguyện và có người vào chùa đó chỉ thích bố thí thôi thích vô chùa là quăng cọc tiền nó cho xây cái này đập cái kia phá cái nọ sơn sửa tùm lum đúc chuông đúc tượng đúng không cái bị theo cũng là có niềm tin tam bảo nhưng mà cái chọn lựa của mình nó khác nhau, sống chưa? Rồi bây giờ qua tới cái tâm tâm, đó là tâm tâm thiện, đó bây giờ qua nó tâm ác nè. cái tham của mình cũng khác nhau. Có người họ háo danh, họ sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được miễn sao có tiếng thôi, có mặt mũi thôi. Tôi còn biết diễn động trời này nữa. Có những ông, mà ông dám đem vợ ông hiến cho sếp để ông lên, lên lên chức, có biết đó không? Hay là không biết? Hả? có hả còn có ông ấy là ông sẵn sàng đốt nhà tự tử chỉ vì vợ ông ngoại tình thôi vợ ông là số một đúng không dạ yeah, tôi biết mà có ông chuyện gì ông cũng bỏ hết miễn là cái, cái túi tiền ông nó phồng phình lên thôi có hả và tôi biết có nhiều người người như người phụ nữ là họ chứ túi tiền quan trọng nhưng có những người dám đốt cả hàng túi tiền để cho cái này nó đẹp bơm cái này cắt cái kia thẻo cái nọ tùng xẻo lăn trì miễn sao ngó cho nó được thôi có không có thì thấy rõ ràng chưa trong khi có một đứa là nó nó sẵn sàng càng làm ba tay chân mặt mũi đen xì miễn cho nó có tiền thôi còn có đứa thì nó lấy tiền nó đi nó mua nhan sắc cho nên đức là là mang ngẩn cái này chúng ta phải cẩn trọng có nhiều người lấy tuổi trẻ bán tuổi trẻ để mua tiền bán sức khỏe để kiếm tiền bán sĩ diện bán danh dự bán cái nhân cách để lấy tiền đến một lúc mình có một đống tiền rồi thì uh -huh. hoặc như có một lần đó một bác sĩ người Brazil ổng lên trên cái cái dẫn đường cái cái cái, cái, giảng đường của của cái trung tâm mà phát giải Nobel của Na Uy hả? Ừ, Oslo. Ổng lên phát biểu ổng là Nobel ổng phát biểu cái này. Kính thưa toàn thể quý vị, thế giới hôm nay đang đứng trước một bi kịch. Chúng ta cứ tập trung vào những cái tào lao mà những cái quan trọng chúng ta không tập trung. Chúng ta tập trung làm sao cho đẹp. Làm sao cho gợi cảm mà trong khi những cái chứng bệnh Alzheimer thì chúng ta không nghiên cứu. Sẽ có một ngày chúng ta thiệt là đẹp mà không biết đẹp để làm gì.